Đây là hộp kem Oxen phiên bản 2020 nha cả nhà. Và cái hộp Oxen này là nó đổi màu khi mà mình lắc như thế này, chứ không phải là cái hộp của nó có màu nhiều như vậy đâu. Mà khi mà mình lắc như thế này thì cái màu của nó sẽ loang rất là nhiều ở trên hộp, mọi người có thể nhìn thấy nè, rất là đẹp ha. Và tay mình đang xoay nè thì mọi người thấy là nó sẽ đổi màu rất là nhiều ở trên cái hộp luôn đó, chứ không phải là cái hộp nó có nhiều màu như vậy ạ. Khi mọi người cầm trên tay thì cái hộp nó có màu sắc là hơi hồng nhạt, nhưng mà mọi người khi mà xoay dưới cái trời sáng và nhất là có ánh nắng luôn thì cái hộp kem Oxen nó sẽ ra rất là nhiều màu sắc như thế này và cực kỳ đẹp nha. Và mình xin nhắc lại, đây là Oxen phiên bản 2020, vì có rất là nhiều khách chưa có xem cái phiên bản này và cứ xem cái phiên bản cũ và cứ hỏi mình là cái mẫu đó thôi. Nhưng mà đây là phiên bản mới nhất 2020 nha cả nhà. Cái mẫu này cực kỳ đẹp luôn nha. Mình đang quay rất là rõ, rất là sát tất cả các mặt của hộp kem luôn cho mọi người thấy ha. Nó ra rất là nhiều ánh sắc màu rất là đẹp luôn mọi người. Và shop mình là Hoàng Yến Store ha mọi người ha. Các bạn muốn mua Oxen phiên bản mới nhất 2020 thì liên hệ với shop mình. Cực kỳ đẹp luôn nha. Mình sẽ mở thêm bên trong cho mọi người xem cái hộp như thế nào nhé. Đó, tất cả nó đều ánh lên 7 sắc cầu vồng cực kỳ đẹp ha. Trong này là có một cái chiếc muỗng múc kem nè. Và sau khi mọi người mở cái nắp ra nữa thì sẽ xuất hiện cái hộp kem ở bên trong ha. Và cái hộp kem cũng đã đổi mẫu luôn cả nhà nha. Và mọi người cứ đánh cái tên là Oxen phiên bản 2020 sẽ ra cái clip của mình quay nha cả nhà.